Kính thưa quý vị khán thính giả của Tin Vui Media, hôm nay chúng ta lại bước vào chương trình Đời và Đạo số 5. Trong Đời và Đạo số 5 này thì cũng những ca sĩ có những khuôn mặt có thể là lần đầu tiên xuất hiện với chương trình này. Trong đó thì tôi được biết là có Cam Thơ. Và Cam Thơ thì đang đứng bên cạnh Ngọc Triệu. Chào Cam Thơ. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Ngọc Triệu và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Làm sao mà Cam Thơ từ cái ngày mà chúng tôi gặp nhau ở Giáo xứ Thánh Linh trong một chương trình văn nghệ cho giáo xứ, thì lúc đó cái tên Cam Thơ làm tôi nghĩ đến lúc đó có hỏi Cam Thơ là Cam Quýt, Cam Sành hay Cam gì không, nhưng đây là Cam Thơ. Cái tên khá đặc biệt. Dạ. Có thể nói một chút về cái tên này. Dạ, thì anh Triệu anh nhắc lại em mới nhớ là lúc mới bước qua Mỹ á, là em đã đến nhà thờ Thánh Linh em hát. Dạ, thì cũng lâu lắm rồi anh ha. Lâu lắm rồi. Xong rồi năm có. Dạ, cái anh nhắc lại em mới nhớ sực ra, trời ơi hèn chi lúc mà lúc em mới qua Mỹ thì những người mà không có biết em á thì nghe cái tên em rất là lạ. Nói, ủa thì là Cam Thơ tên lạ quá vậy. Thì thật ra là cái tên đó là tên thiệt của em. Dạ, tên của ba má em đặt cho em. Ba má đặt thật dữ luôn. Dạ, ba má em đặt nhà em tới 7 chị em gái lận. Không phải một Cam Thơ mà là Cam Ly, Cam Mi, Cam Linh, Cam Thanh, Cam Thao, Cam Thơ, Cam Thi. Bây giờ tới cái giai đoạn này, sau một thời gian dài đó. Bây giờ kính thưa quý vị khán giả, đồng ý với Ngọc Triệu không? Cam Thơ bây giờ lộng lẫy hơn, chững chạc hơn trên sân khấu, giọng hát điêu luyện hơn. Quý vị chắc chắn sẽ thưởng thức. Nhưng mà có một cái chữ cứ có con số nó lọt vô, đó là bà Tám Cam Thơ. Thì cái bà Tám Cam Thơ nó từ đâu? Phải chăng từ cái phong trào YouTube, Facebook? Dạ, bà Tám Cam Thơ là cũng như là nó trùng hợp thôi anh. Lúc đó em vẫn là, hồi đó em mới qua cũng chưa có bà Tám đâu. Okay. Sau này thì livestream trên Facebook này kia thì ngồi Tám nói chuyện này kia lâm la với lại Tri Di Phương Trinh. Thì nếu mà khán giả mà theo dõi chương trình bà Bảy bà Tám thì sẽ biết cái câu chuyện là bà Bảy với bà Tám là hai người, Tri Di Phương Trinh với Cam Thơ ngồi Tám với nhau. Thì cuối cùng thì Tám quá, cho nên người ta kêu bằng là hai bà Tám luôn. Bà Tám là nhiều chuyện đó. Tám đây là Tám chuyện chứ. Tám nhiều chuyện á. Chứ không phải là bà Tám dàn 4 số 8. Bà Tám là nhiều chuyện đó. Xong Tri Di mới nói là bà bây giờ tôi ra đường tôi ngồi nói chuyện Tám với bà riết giờ ta kêu tôi bà Tám mới kỳ quá. Cái xong hồi nếu vậy đừng kêu bà Bảy là bà Tri Di là bà Tám mà kêu bà em là bà Tám đi rồi kêu bà Tri Di là bà Bảy đi. Nhưng rồi mà cuối Cam cùng... Thơ có thấy không, điều khi mà gắn liền với cái tên á, hiện giờ quý vị không tin quý vị mở YouTube lên mà đánh vô bà Tám Cam Thơ nhiều người coi lắm. Chắc nhờ cái tên đó. Dạ. Không, nó có cái duyên đúng không? Có một cái duyên. Nhưng mà thật ra em cũng là thứ 8 trong gia đình luôn. Nó cũng cho nên lý do. Dạ. Ủa còn Tri Di Phương Trinh là thứ 7 à? Dạ không, Tri Di là giống như thay vì Tám thì có em Tám thì bà Bảy, tại bà lớn hơn em cho nên cho bà là bà Bảy. Bảy tức là dạ. ra đời trước. Như vậy bây giờ chúng ta biết là bà Tám. Thứ nhất số 8 là do nói nhiều chuyện. Thứ hai, con số 8 cũng là thứ bậc trong gia đình đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi thôi thì mình nhiều thứ nữa, còn cái Cam Thơ là tên thật bố mẹ đặt cho. Trở lại chương trình của mình Đời và Đạo số 5 này. Thì Cam Thơ tham gia bài hát tôi được biết đầu tiên là bài hát Bờ Đá Xanh Tạ Tội. Yeah. Một bài hát thật là quen thuộc, người biết làm dấu đánh giá là có thể hát được bài đó. Đúng rồi. Thành ra lúc nãy mà nghe Cam Thơ hát chúng tôi phụ họa theo một tí. Thì trong ca đoàn hát rất là nhiều bài này, bài Bờ Đá Xanh Tạ Tội. Thì đây là sáng tác của Đỗ Vi Hạ. Cam Thơ hát với một cái tâm tình khác, với một cái chất liệu khác trên sân khấu chúng ta thấy. Bà Tám thấy này giống như thiên thần vậy. Còn bài thứ hai của Cam Thơ hát là bài hát gì nhỉ? Mẹ ơi con mến mẹ. Mẹ mến mẹ. Đây là sáng tác của Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên. Dạ. Ở Cha Tuyên thì mới mừng 35 năm rồi. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy là những cái bài nhạc đã đi vào lòng người. Nghe rất là tâm tình. Trong lúc nghe Cam Thơ hát đó, thì chúng tôi mới để ý có một cái cánh tay của Cam Thơ nó không được tự nhiên, không được bình thường. Nếu để ý kỹ mới thấy thôi, để ý kỹ mới thấy thôi. Thì có thể nói một chút xíu làm sao về cái tai nạn này.
Dạ, cách đây một tháng thì em thì em tưởng em còn trẻ, thật ra thì em cũng già rồi. Em tưởng em còn trẻ, em còn giống như tuổi teen gì đó. Rồi cái em chơi thể thao này kia nọ, cái xong cái em Chơi thể thao mà nó rõ rõ chút té xíu, nhảy em Zumba hay là nhảy aerobic em chơi cầu lông, à. em chơi đá cầu lông rồi cái em té ngã ngửa ra thì cái tay em nó chống xuống đất, thì chắc là lớn tuổi cái xương mình nó cũng không có được chắc như hồi Ông còn nói trẻ trẻ, trẻ chứ cũng sai thế, cũng cho cũng cũng gãy cũng chặt như nên thường. em bị gãy. Thì cái lúc mà anh Tuấn ban nhạc ảnh có gọi em hát cái chương trình này, thì lúc đó em nghe nó anh Tuấn nói em cứu bồ giùm anh, cái tối nay nè là có một ca sĩ bị bệnh cho nên là Cam Thư có thể cứu bồ em, mà mới kêu hôm kia đây thôi à. Thì em mới nói vậy hả, ok rồi để em cứu cơ. Em quên mất là em bị gãy cái tay, em nghe nó hát nhạc Chúa là em ok liền mà em không làm gì hết. Nhưng mà tôi thấy nghĩ cái gãy tay chứ đâu có bị cái giọng có làm sao đâu. Không phải, nhưng mà em nói là em mặc áo dài, em mặc hát chương trình này là em phải mặc áo dài. Em mới nói Áo áo này cũng dài vậy. thì cái này là nó không phải áo dài áo đầm nhưng mà nó che được cái này. Thì em cũng nói chung là em lúc đó em cái cảm xúc của em lúc đó là em ok, nhưng mà em quên cái vụ này. Em còn nói anh Tuấn, ôi vậy là mình mặc áo dài đúng không anh? Cái ảnh ấy đúng rồi, ok rồi, chọn hai bà Chúa với mẹ. Xong hồi cái qua sáng này em nói chết rồi, mình gãy tay hôm sau mình mặc áo dài. Cái anh Tuấn ơi em không mặc áo dài được không, mặc áo đầm được không? Cái anh ấy mặc cái gì kín đáo được rồi. Nó ô vậy em có Quý vị thấy cái này quá kín. Kín đến cái đồ không có thấy cái tay luôn. đó em Thì che lại luôn nè. hy vọng là với vào chương trình này, với tâm tình thì bề trên, nhất là Đức Mẹ sẽ ban ơn giúp cho em mau lành tay. Kính thưa quý vị khán thính giả, có Cam Thơ tham dự trong cái buổi hát này, Đời và Đạo số 5. Thì Cam Thơ với tâm tình khi hát hai bài hát, thứ nhất là cho cái tâm tình của bài Bờ Đá Xanh Tạ Tội, thì thấy được cái cảm giác của mình, người con tội lỗi như thế nào, ví như một bờ đá xanh thế không? Thì Cam Thơ thấy thấy cái tác giả Đỗ Vi Ạ viết hay không? Tức Hay là lắm, em cái thích bờ cái đá bài xanh này. á, nó rất là bền, rất là chắc. Mà tạ tội nó có nghĩa là cái tội mà nó như chắc như bờ đá xanh á, mình thấy rõ ràng là rất là khó sửa mới là cái con người, đúng không? Thì nó xin được tạ tội mà nói lên cái tâm tình nó hay quá. Em thích bài này từ nhỏ lần đó anh. Hát từ nhỏ rồi. Em rất là thích bài hát này. Còn bài hát của Cha Tuyên về Đức Mẹ. Bài hát của Cha Tuyên thì cũng tình cờ là có một ngày đẹp trời Cha Tuyên gọi cho em, rồi cha nói con ơi con hát cho cha một bài được không, là về mẹ. Thì xong rồi con mới chọn một cái bài gì đó, thì cha nói thôi bây giờ con hát cái bài này đi, cái bài này rất là hay của cha. Cái xong con cái em nghe cái em thích quá, xong cái em thâu em hát cho cha trong một cái chương trình ở bên cái đài TV khác. Nếu như vậy đó thì thưa quý vị khán giả TV Media, gần như là hai bài guộc của Cam Thơ. Nói theo cái giọng của Cam Thơ là hai bài Nói guộc của chứ tôi bài Chúa em có nhiều bài guộc lắm. À, vậy hả? Dạ. Thôi, quý vị kỳ này thưởng thức hai bài thôi, những kỳ tới sẽ thưởng thức tiếp nhé. Dạ. Và mời quý vị cùng thưởng thức. Ngoài Cam Thơ, chúng tôi còn có những ca sĩ khác đóng góp cho chương trình ngày hôm nay, và lần lượt trong chương trình này sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị TV Media khắp nơi. Và quý vị đừng quên ủng hộ cũng như khích lệ cho chương trình này bằng cách chuyển miệng, chuyển tai, thách cho mọi người cái link để có thể cùng ủng hộ cho chương trình Đạo Vào Đời. Bây giờ được số 5 rồi, mong rằng sẽ nhiều số hơn, và chúng ta sẽ thấy Cam Thơ sẽ trình bày nhiều bài cuộc hơn. Tội
chân này chơi vơi. Ngọt môi say đàn ca như cơn lốc xoay làm nên kiếp đọa đầy con như ngất ngây trên đường chân vui say tay ôm khói hương người đâu vắng đêm trường không mang nhớ thương cho đầy đầy tơ vương con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua theo chân loài người lên an cha hiền hòa mong cánh dịu hiền con nay đã quên không mang tình vô biên con tay chắp tay quỳ đầy dáng hào gầy mong xin Chúa thương cho về bờ
giờ này con buồn cha, con mong thấy bóng Ngài ra về. Chúa con ơi, xin nghe tiếng con van này, qua đi giây phút này con buồn Ngài. Tình Ngài là sương máu trong cơn trăng sáng đêm khuya, những khi đau buồn xin thương chớ chấp tội, con đây dấu ở nhiều gian dối nhưng vững lòng cậy trông. Lạy Ngài xưa Ngài nói, thì này con quỳ gối ăn năn hối lỗi rồi ra về. Chúa con ơi, xin nghe tiếng con van này, qua đi bao tháng ngày là sương máu trong cơn sốt mê man. Tình Ngài phừng trăng sáng đêm khuya, những khi đau buồn xin thương chớ chấp tội, con đây dấu ở nhiều gian dối chấp tội, con đây dấu
tạ ơn và dâng lòng mến yêu Chúa, để con tránh xa tội đời, để con biết việc nên làm dẫu cuộc đời còn lắm đổi thay. Ôi Cha từ nhân, bàn tay Ngài quá êm ái, dìu con những đêm giá lạnh, dìu con những ngày nắng hạn, để cho con biết rằng đời con không lẻ loi. Đã bao lần con lỡ bước vào trong cõi mê, đã bao lần vì lợi danh con quên lời Chúa. Xin Chúa xót thương cho đứa con này, xin Chúa thứ tha cho con quay về bên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa đã che chở con người ơi, tạ ơn Thiên Chúa nâng dìu con vượt qua lỗi lầm. Cuộc sống bon chen bao lời danh làm bước chân con đôi khi xa lìa Thiên Chúa. Trên vai con miên man, dù bao gian khó vẫn có Chúa bên đời Chúa, để con tránh xa tội đời, để con biết việc nên làm dẫu cuộc đời còn lắm đổi thay. Ôi Cha từ nhân, bàn tay Ngài quá êm ái, dìu con những đêm giá lạnh, dìu con những ngày nắng hạn, để cho con biết rằng đời con không lẻ loi. Đã bao lần con lỡ bước vào trong cõi mê, đã bao lần vì lợi danh con quên lời Chúa. Xin Chúa xót thương cho đứa con này, xin Chúa thứ tha cho con quay về bên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa đã che chở con người ơi, tạ ơn Thiên Chúa nâng dìu con vượt qua lỗi lầm. Cuộc sống bon chen bao lời danh làm bước chân con đôi khi xa lìa Thiên Chúa. Vai con miên man, dù bao gian khó vẫn có Chúa bên đời con. Tạ ơn Thiên Chúa đã che chở con người ơi, tạ ơn Thiên Chúa nâng dìu con vượt qua lỗi lầm. Cuộc sống bon chen bao lời danh là bước chân con đôi khi xa lìa Thiên Chúa. Cầu xin ơn Chúa hãy soi sáng linh
vai con miên man. Dù bao gian khó vẫn có Chúa bên đời con. Dù bao gian khó vẫn có Chúa. Bye.
chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gọi sạch tội đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến sát thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời, nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi càng ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gọi sạch tội đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến sát thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Nhìn ngước lên cao ngàn ánh trăng sao, tình tu dạt dào, nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa ở nơi nào. Chúa ở bên tôi đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi. Đêm đen cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gọi sạch tội đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Ngày tháng hôm nay và mãi tương lai, Chúa biết từng ngày. Đời tôi đang sống dẫu có đổi thay, tay Chúa an bài. Mưa gió miên man hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an. Tình yêu
Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Trở về bụi đất với cho con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão hùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài con nguyện Chúa thương con. Chết đau thương để hàng ngày con làm việc đạo đức, biết trong chợ ngày con về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cùng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Thank you.
sinh ra trong kiếp cho bụi, giờ trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn chân gian, bao bao hùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương kiếm thân cho bụi, cùng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Lạy Chúa, đời con là kiếm thân cho bụi, cùng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Xuân hoa nở rộn khung trời, từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào phơi phới. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời, cho trọn kiếp không hề lắng vơi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ, trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Ngài chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa. Để đến hôm nào trên đồi cao máu thắm chạy trao, Chúa liều thầm gánh vác tuổi sầu, mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay Chúa ẩn thân nơi nhà trọ bé nhỏ, rượu bánh đơn sơ chính thịt máu Chúa để nuôi dưỡng. Tình đã cho đi, ôi tình yêu thắp sáng vào đời, đêm hồng ân đến với mọi người, đêm niềm vui tràn hòa khắp nơi. Đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng
mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ. Trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Ngài đến bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu người về những phương xa, nơi làng quê những người nghèo đói, rừng núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào những người thân sống kiếp khổ sâu để vui an trao niềm cảm mến. Ngài đến bên tôi để cùng tôi ươm đẹp tình nhân loại. Ngài hát cho tôi bản tình ca đêm làn gió mới. Để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài, nghe mùa xuân sẽ mãi thật dài, nghe tình tôi muôn đời thắm tươi. Đưa con về tình yêu tuyệt đối từ đây, Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ, trái tim con này nguyện dâng lên Chúa. Chất đợi này chỉ là hư danh thoáng qua. Tìm đâu anh hỡi cuộc đời chỉ cho ta những dối gian. Sao quá đắng cay, sao quá xót xa hỡi người. Nhìn đôi bàn tay cuộc đời đã gây ra bao sâu xa. Tội lỗi trong chất ngập tràn tận nơi con tim giá băng. Thù oán ghen ghét dục vọng dìm ta chìm trong biển tội. Chẳng biết lối ra ta cứ hoang mang chết lặng. Tìm đâu cho ta một tình yêu, tìm đâu cho ta nơi thứ. Ngày dần qua con tim ta héo mòn, chờ tình thương cho ta nương náu. Giêsu đến cho ta được bình yên, kỳ dòng huyết Giêsu đã xóa bôi mọi tội lỗi. Con xin ăn năn, con trở về.
cuộc đời đã gây ra bao xấu xa. Tội lỗi trong chất ngập tràn tận nơi con tim giá băng. Thù oán ghen ghét dục vọng tìm ta trong chỗ biến tội. Chẳng biết lối ra ta cứ hoang mang chết lặng. Tìm đâu cho ta một tình yêu, tìm đâu cho ta nơi thứ tha. Ngày dần qua con tim ta héo mòn, chờ tình thương cho ta nương náu. Giêsu đến cho ta được bình yên, khi dòng huyết Giêsu đã xóa bôi mọi tội lỗi con xin an lòng, con trở về. Tìm đâu cho ta một tình yêu, tìm đâu cho ta nơi thứ tha. Ngày dần qua con tim ta héo mòn, chờ tình thương cho ta nương náu. Giêsu đến cho ta được bình yên, khi dòng huyết Giêsu đã xóa bôi mọi tội lỗi con xin an lành, con trở về. Mọi tội lỗi con xin an lành, con trở về. Mắt vương lệ mờ, chiều mến mong con từng giờ. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say chân thế hơn cả tình Chúa. Lòng Chúa đang cơm ngậm ngùi. Khi đường chân say nguồn vui, tương lai còn rực cháy, con quên Chúa mất rồi. Chúa vẫn đôi tay rộng mời và thứ tha tội đời, nhưng con trôi từ thôi. Rồi khi đường chân con buồn đau, tương lai còn mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu. Chúa vẫn đôi tay rộng mời, tình Chúa không đổi rời, lòng Chúa khoan dung đời đời. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say chân thế hơn cả tình Chúa. Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên thập
giá kia, lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi. Vui tương lai còn rực cháy, còn quên Chúa mất rồi. Chúa vẫn đôi tay rộng mời và thứ tha tội đời, nhưng con trôi từ thôi. Rồi khi đường trần con buồn đau, tương lai còn mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu. Vẫn đôi tay rộng mời, tình Chúa không đổi đời, lòng Chúa bao dung đời đời. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình. Giá kia lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi, trên thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi. Con mến mẹ, dù đông giá chưa hè. Mẹ ơi con mến mẹ, thu về bên con nhé. Mẹ ơi con có mẹ, mùa xuân mới cho đời. Mẹ đưa con đến Chúa, Ave Maria. Dẫu khó nguy trong đời, kêu khấn mẹ, mẹ ơi. Lúc khổ đau giữa đời, nguyện cầu xin mẹ ơi. Bập bênh bước tương lai, con vững trong ván này. Mẹ nhớ Chúa đôi nhìn, nghe lời con khấn xin. Mẹ ơi con mến mẹ, dù đông giá chưa hè. Mẹ ơi con mến mẹ, thu về bên con nhé. Mẹ ơi con có mẹ, mùa xuân mới cho đời. Mẹ đưa con đến Chúa, Ave Maria. Đôi môi dâng muôn lời, kêu khấn mẹ mẫn côi. Giang tay cao trên trời, che đời con mẹ. Cuộc đời lắm trông gai,
gian khó không nghĩ ngại. Mẹ cầu Chúa Giêsu cho đời thôi oan. Đông giang chưa hè, mẹ ơi con mến mẹ, thu về bên con nhé. Mẹ ơi con có mẹ, mùa xuân mới cho đời. Mẹ đưa con đến Chúa. Đôi môi dâng muôn lời kêu khấn mẹ mẫn côi, giáng tay cao trên trời che đời con mẹ ơi. Cuộc đời lắm trông gai, gian khó không nghĩ ngại. Mẹ cầu Chúa Giêsu cho đời thôi. Mẹ cầu Chúa Giêsu cho đời. Chúng tôi xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Để cho cái dòng nhạc thánh ca đời và đạo ngày càng thêm phong phú, chúng tôi xin kính mời các anh chị, các cô chú và các bạn, những ai có liên quan, có khả năng liên quan đến âm nhạc, chẳng hạn như là sáng tác ca múa nhạc kịch hoặc là chơi các nhạc cụ, chúng ta hãy mạnh dạn liên lạc với Tuấn Vô qua số phone và địa chỉ email theo cái link dưới đây. Và chúng tôi cũng hy vọng mọi người chúng ta góp một bàn tay, góp một công sức bé nhỏ để cùng tạo dựng nên một cái sân chơi cho dòng nhạc thánh ca này ngày càng mới mẻ và thêm phong phú. Xin kính chào và chúc tất cả cô chú, các anh chị và các bạn một ngày bình yên và hạnh phúc.